Xin hội thánh chúng ta cùng đứng, chúng ta cùng lắng nghe lời của Chúa trong sách Côrintô thứ nhất đoạn 17, và chúng ta sẽ đọc qua Côrintô thứ nhì, Côrintô thứ nhất đoạn 2 câu 5. Côrintô thứ nhất đoạn 1 từ câu 17. Thật vậy, Đấng Christ đã sai tôi chẳng phải để làm phép báp têm đâu, nhưng để rao giảng tin lành, và chẳng dùng sự khôn khéo mà giảng, kẻo thập tự giá của Đấng Christ ra vô ích. Bởi vì lời giảng về thập tự giá thì những người hư mất cho là điên dại, song về phần chúng ta là kẻ được cứu thì cho cứu chuộc thì cho là quyền phép của Đức Chúa Trời. Cũng có lời chép rằng: ta sẽ hủy phá sự khôn ngoan của người khôn ngoan, tiêu trừ sự thạo biết của người thạo biết. Người khôn ngoan ở đâu? Thầy thông giáo ở đâu? Người biện luận đời nay ở đâu? Có phải Đức Chúa Trời đã làm cho sự khôn ngoan của thế gian ra đồ dại không? Vì tại thế gian cậy sự khôn ngoan mình, chẳng nhờ sự khôn ngoan Đức Chúa Trời mà nhận biết Đức Chúa Trời, nên Ngài đành lòng dùng sự giảng đồ dại của chúng ta mà cứu rỗi những người tin cậy. Vả đương khi người Giu-đa đòi phép lạ, người Grec tìm sự khôn ngoan, thì chúng ta giảng Đấng Christ bị đóng đinh trên cây thập tự là sự người Giu-đa thấy làm gương, lấy làm gương xấu, dân ngoại cho là đồ dại. Song le về những người được gọi, bất luận người Giu-đa hay người Grec, thì Đấng Christ là quyền phép của Đức Chúa Trời và sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời. Bởi vì sự đồ dại của Đức Chúa Trời là khôn sáng hơn người ta, và sự yếu đuối của Đức Chúa Trời là mạnh hơn người ta. Hỡi anh em, hãy suy xét rằng ở giữa anh em là kẻ đã được gọi, không có nhiều người khôn ngoan theo xác thịt, chẳng nhiều kẻ quyền thế, chẳng nhiều kẻ sang trọng. Nhưng Đức Chúa Trời đã chọn những sự dại ở thế gian để làm hổ thẹn những sự mạnh. Đức Chúa Trời đã chọn những sự hèn hạ và khinh bỉ ở thế gian cùng sự không có, hầu cho làm những sự có ra không có, để chẳng ai khoe mình trước một Đức Chúa Trời. Vả ấy là nhờ Ngài mà anh em ở trong Đức Chúa Giêsu Christ, là Đấng mà Đức Chúa Trời đã làm nên sự khôn ngoan, sự công bình, sự nên thánh và sự cứu chuộc cho chúng ta. Hầu cho như có lời chép rằng: ai khoe mình, hãy khoe mình trong Chúa. Hỡi anh em, về phần tôi, khi tôi đến cùng anh em, chẳng dùng lời cao xa hay là khôn sáng mà rao giảng cho anh em biết chứng cớ của Đức Chúa Trời. Vì tôi đã đoán định rằng ở giữa anh em, tôi chẳng biết sự gì khác ngoài Đức Chúa Giêsu Christ và Đức Chúa Giêsu Christ bị đóng đinh trên cây thập tự. Chính tôi đã ở giữa anh em, bộ yếu đuối, sợ hãi, run rẩy lắm. Lời nói và sự giảng của tôi chẳng phải bằng bài diễn thuyết khéo léo của sự khôn ngoan, nhưng tại sự tỏ ra thánh linh và quyền phép, hầu cho anh em chớ lập đức tin mình trên sự khôn ngoan loài người, bèn là trên quyền phép Đức Chúa Trời. Xin hội thánh cùng người. Chúng ta bắt đầu giờ thờ phượng của chúng ta nói về quyền tể trị của Chúa trên tất cả muôn loài vạn vật và sự thi hành trên cái quyền công chính của Chúa trên ngôi. Chúng ta nói về quyền năng của Chúa, và chúng ta bước vào trong phần kinh thánh hôm nay cũng sẽ nói về quyền năng của Chúa làm việc qua những người ngu dại, quyền năng của Chúa bày tỏ qua những người ngu dại trong phần kinh thánh mà chúng ta đang đọc. Cho nên để bắt đầu phần này, tôi muốn nói một vài lời về vấn đề năng quyền. Tại vì vấn đề năng quyền nó đụng tới cái phần học kinh thánh của chúng ta hôm nay. Và chúng ta sống ở trong một cái thế giới mà rất là được quyến rũ, rất là đáp ứng và rất là xoáy động bởi cái hình ảnh của năng quyền. Năng quyền trong thế giới hiện tại của chúng ta, với những người mạnh mẽ, những người có quyền thế, với những lời nói đầy năng quyền, với những công việc năng quyền, và những người mà có quyền thế thì rất là có ảnh hưởng và rất là sống động trong đời sống của những người đi theo. Và chúng ta cũng rất là được quyến rũ bởi những cái năng quyền siêu nhiên. Khi chúng ta nói về dấu kỳ phép lạ thì đây là những điều mà con người rất là được quyến rũ để mà đi theo. Những người không tin Chúa cũng rất là tò mò để nhận biết về những cái năng quyền, những cái phép lạ. Và đặc biệt là trong hội thánh, chúng ta bị cuốn đi, cuốn trôi theo cái sự mong mỏi để mà bày tỏ năng quyền.
Chúng ta muốn bày tỏ năng quyền qua sự cầu nguyện để thay đổi cái hoàn cảnh sống. Chúng ta muốn bày tỏ cái sự năng quyền trong sự chữa lành để chinh phục những sự đau ốm, những cái sự khó khăn trong thân thể, sự khổ nạn trong đời sống. Chúng ta cũng muốn bày tỏ năng quyền trong sự rao giảng tin lành để thấy được sự chiến thắng của lời Chúa và công việc Chúa qua thế gian và đem những người, những linh hồn về với Chúa. Thành ra vấn đề năng quyền là vấn đề được chú ý và được xoáy động rất nhiều trong, đặc biệt là trong hội thánh. Thế giới của sứ đồ Phaolô trong khi ông sống và ông viết thơ của, cho Cô-rinh-tô nhất, và thế giới của chúng ta hiện tại thì cũng không khác biệt nhau cho lắm, không có thay đổi gì lắm. Vì trong thế giới đó thì cái sự năng quyền vẫn là cái điều làm cho chú ý và xoáy động tất cả mọi người nghe. Chúng ta mong đợi có cái năng quyền để có thể thay đổi các cuộc diện trong những sự mà chúng ta đang đối diện. Và trong trong hội thánh thì cũng như tôi nói, cũng cái sự mong đợi này nó vẫn tiếp tục trong thời gian của sứ đồ Phaolô tại hội thánh Cô-rinh-tô cho tới bây giờ, thì chúng ta cũng mong đợi thấy được quyền năng của Chúa làm việc trong chúng ta và qua chúng ta. Và đó là một cái sự mong đợi, một cái hoài bão hữu lý và rất đáng khen. Nhưng mà cái vấn đề của chúng ta, cái vấn đề căn bản của chúng ta là chúng ta định nghĩa năng quyền đó trên cái trong sự hiểu biết của mình, và mong đợi cái sự bày tỏ năng quyền trong thời gian của chúng ta và trong cái phương cách mà chúng ta mong đợi và chúng ta muốn thấy, và cho cái mục đích của riêng chúng ta và cái sự ích lợi và phước hạnh của chúng ta. Thành thử những điều mà chúng ta gọi là hay là cảm nhận là năng quyền thì thực ra không phải là năng quyền của Chúa. Và những gì chúng ta nghĩ rằng quyền năng đến từ Chúa thì cũng phần lớn không đến từ nơi Chúa, bởi vì sự định nghĩa sai trật và sự mong đợi một cái chỗ sai lầm ở trong sự nối kết của chúng ta. Và trong phần Kinh Thánh mà chúng ta đang đọc ở đây thì cái vấn đề năng quyền này là vấn đề hết sức là quan trọng. Tại vì rất sớm ở trong cái thơ mà sứ đồ Phaolô gửi cho hội thánh tại Cô-rinh-tô thì ông nói về cái sự năng quyền, và ông nói về phương cách mà Chúa làm bày tỏ quyền năng của Chúa và thi hành quyền năng của Chúa cho chúng ta hiểu vấn đề đó. Thì chúng ta thấy từ đoạn 1 cho tới đoạn số 4 thì sứ đồ Phaolô nói về phương cách mà Chúa bày tỏ năng quyền của Chúa. Kỳ rồi chúng ta nói về sứ điệp điên dại. Hôm nay chúng ta nói về những người ngu dại, thì chúng ta cũng đang nói về sự năng quyền của Chúa. Như trong đoạn 1 câu số 18 thì nói lời giảng về thập tự giá, thì những người hư mất cho là điên dại, xong về phần chúng ta là kẻ được cứu chuộc thì cho là quyền phép của Đức Chúa Trời. Trong câu số 24 thì nói rằng xong là những người được về những người được gọi, bất luận người Giu-đa hay là người Grec, thì Đấng Christ là quyền phép của Đức Chúa Trời và sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời. Đoạn 2 câu 4, lời nói và sự giảng của tôi chẳng phải bởi bằng lời diễn thuyết khéo léo của sự khôn ngoan, nhưng tại sự tỏ ra Thánh Linh và quyền phép. Rồi câu số 5 nói tiếp, hầu cho anh em chớ lập đức tin của mình trên sự khôn ngoan loài người, bằng là trên quyền phép của Đức Chúa Trời. Nói về năng quyền, nói về quyền phép của Chúa và nói về sự bày tỏ đó là điều mà sứ đồ Phaolô đang dẫn chúng ta. Nhưng mà trong cái sự học hỏi của chúng ta thì chúng ta được nhắc lại một cách hết sức là rõ ràng. Nhắc đi nhắc lại đó là quyền phép của Đức Chúa Trời, năng quyền của Đức Chúa Trời được bày tỏ ra trong cái phương cách hoàn toàn đối lập, hoàn toàn trái ngược với đường lối của thế gian, và phần lớn thì cũng trái ngược và đối lập với lại đường lối của Hội Thánh. Thành ra chúng ta phải để ý trong chỗ đó là chúng ta phải được hiểu về năng quyền của Chúa và trong cái phương cách Chúa bày tỏ năng quyền của Chúa, làm việc trong năng quyền của Chúa. Cả chúng ta chạy theo con đường của thế gian, đeo đuổi những cái mục đích tương tự như của thế gian mà mong đợi cái sự làm việc như của trong thế gian, mà đi ngược lại với lại cái phương cách Chúa bày tỏ năng quyền của Chúa và Chúa làm việc trong quyền năng của Chúa, đến nỗi chỗ đời sống đức tin của chúng ta bị chìm đắm và chúng ta không kinh nghiệm được sự mạnh mẽ trong Chúa. Và sứ đồ Phaolô dùng cái từ ngữ hay là dùng cái khái niệm, cái định nghĩa về cái sự ngu dại để mà nói về cái sự khác biệt hay là cái sự tương phản, cái sự mâu thuẫn giữa hai cái hệ thống của năng quyền thế gian và năng quyền của Chúa. Những gì mà thế gian coi là khôn ngoan, coi là mạnh mẽ, coi là năng quyền thì Chúa từ khước và Chúa bỏ qua và Chúa dẹp đi một bên. Và những gì Chúa gọi là khôn ngoan, những gì Chúa gọi là năng quyền, những gì mà Chúa bày tỏ trong quyền năng của Chúa
thì thế gian gọi là ngu xuẩn và điên rồ và làm cớ bất phạm và quan quan một bên. Và chúng ta đứng giữa cái sự cái conflict, cái sự xung khắc này, và chúng ta thấy đây là một điều nó đi rất sâu trong đời sống của chúng ta và đời sống của Hội Thánh. Nó cắt sâu vào tất cả những gì chúng ta làm, không phải chỉ là trong công việc của Hội Thánh mà thôi, nhưng là ngay cả đây, trong cái phần đó chúng ta cũng không thể phân biệt ra chuyện của Hội Thánh hay là chuyện trong đời sống riêng tư. Nhưng tất cả trong đời sống của chúng ta, về chuyện Hội Thánh, về công việc, công ăn việc làm, về chuyện gia đình, về chuyện đời sống thuộc linh, về trong đời sống vật chất, thì tất cả đều bị chi phối bởi cái sự hiểu biết của chúng ta về năng quyền được bày tỏ. Và chúng ta phải chọn một trong hai hệ thống. Tại vì một trong hai hệ thống này tương phản với hai hệ thống này tương phản với nhau và không có cái chỗ trung lập ở giữa. Và một điều mà chúng ta hiểu qua phần Kinh Thánh mà chúng ta sẽ học và đang học, đó là năng quyền của Chúa chỉ được bày tỏ một phía mà thôi, và cái quyền năng mà Chúa làm việc chỉ có hiện diện một bên mà thôi, cho nên chúng ta phải chọn đúng. Cho nên hôm nay chúng ta muốn hiểu thêm về điều đó, cho nên chúng ta nói về quyền năng của Chúa bày tỏ qua sự Chúa chọn lựa sứ điệp ngu dại, thứ hai sự Chúa chọn lựa những người ngu dại, và thứ ba sự Chúa chọn lựa những người giả ngu dại. Đây là những cái phần chia ra ba phần mà từ câu 1, từ câu số 17 đến câu số 25, thì chúng ta nói về sự Chúa chọn lựa sứ điệp ngu dại. Chúng ta sẽ dùng phần này để ôn lại những gì chúng ta học lần trước. Hôm nay chúng ta sẽ đi vào trong phần Chúa chọn lựa những người ngu dại từ câu 26 đến câu số 31. Rồi tuần tới chúng ta nói về Chúa chọn lựa người giả ngu dại đoạn 2 từ câu 1 tới câu 5. Chúng ta thưa với Chúa, xin Chúa dẫn chúng ta vào trong quyền năng của Chúa được tỏ bày qua lời Chúa. Lạy Chúa, xin Chúa tỏ bày lời Chúa với quyền năng xoáy chuyển trong cuộc đời chúng con và trong tâm lòng chúng con, để chúng con thấy được sự khôn ngoan của Chúa và quyền năng của Chúa trong lời Ngài, dẫn chúng con vào chỗ được thay đổi với quyền phép của Thánh Linh trong lẽ thật của Chúa, để chúng con hoàn toàn đầu phục Chúa và đi theo đường lối của Ngài, để chúng con được chinh phục, được thuyết phục và được thay đổi với lẽ thật của Chúa, bởi quyền năng của Thánh Linh, để chúng con sống cho thập tự giá Chúa Giêsu, bày tỏ chính sự vinh hiển của Ngài, và cho đời sống của chúng con nối liền với quyền năng của Chúa, thực hiện công việc mà Chúa giao phó. Chúng con cảm ơn Chúa. Chúng con cầu nguyện trong danh Jesus Christ. Amen. Chúng ta sẽ nói về những người ngu dại phần tới, nhưng mà trước hết chúng ta nói về quyền năng của Chúa bày tỏ qua sự Chúa chọn lựa sứ điệp ngu dại. Chúng ta đã đi về phần đó trong từ câu số 17 lần trước. Chúng ta bắt đầu khi chúng ta nói rằng sứ đồ Phaolô nói rằng thật vậy, Đấng Christ đã sai tôi chẳng phải để làm phép báp têm đâu, nhưng để rao giảng tin lành, và chẳng dùng sự khôn khéo mà giảng cả thập tự giá của Đấng Christ ra vô ích. Chúng ta đã thiết lập rằng ông đưa ra hai vấn đề, hay là hai căn bản, hai cái nguyên tắc rất là mạnh mẽ. Đó là thứ nhất là thập tự giá của Chúa Giêsu là trọng tâm cho tất cả những gì Chúa, những gì Đức Chúa Trời thi hành. Thập tự giá của Giêsu là trọng tâm cho tất cả những gì Chúa thi hành. Và thứ hai là thập tự giá của Chúa Giêsu thì chống nghịch và tương phản và mâu thuẫn với hệ thống của thế gian và sự khôn ngoan của thế gian. Tức là hai điều đó là thập tự giá của Chúa Giêsu là trọng tâm của tất cả những gì Chúa mà Đức Chúa Trời thi hành. Và đó, trong khi Đức Chúa Trời thi hành cái công việc của thập tự giá của Chúa Giêsu thì sẽ đi ngược lại, đi tương phản và đi mâu thuẫn lại với hệ thống của thế gian và sự không an của thế gian. Và đầu tiên chúng ta nói về cái sứ điệp của thập tự giá, sứ điệp về thập tự giá của Chúa Giêsu, thì ở đây nói là đây là cái định nghĩa, cái sứ điệp mà định nghĩa chúng ta là ai, tổng kết tất cả những gì mà Đức Chúa Trời làm cho con người, cho loài người, và dạy chúng ta rằng đây là cái sứ điệp mà tạo thành cơ đốc nhân và tạo thành hội thánh Chúa. Và ở đây thì sứ đồ Phaolô đưa ra một vấn đề mà chúng ta phải hiểu một cách rõ ràng vì cái tầm quan trọng của nó. Đó là ông nói là cái sứ điệp của thập tự giá Chúa Giêsu là một cái sứ điệp chia rẽ, phân rẽ con người ra làm hai nhóm, và cắt một đường ranh giới rất là rõ ràng giữa hai nhóm của con người này. Một nhóm bên kia một nhóm khác, và nhóm bên này thì nói rằng bởi vì lời giảng về thập tự giá thì những người hư mất cho là điên dại, xong về phần chúng ta là cả được cứu chuộc thì cho là quyền phép của Đức Chúa Trời. Có hai nhóm mà chúng ta có thể phân biệt được hai nhóm đó, người nào ở trong phần nào.
tùy theo cái thái độ và cái sự liên hệ nối kết với lại sứ điệp thập tự giá của Chúa Giêsu. Một bên là những người đang những người bị hư mất và đang bày tỏ ra cái bằng cớ là họ đang đi vào trong con đường hư mất. Một bên là những người được cứu chuộc và cũng sống động bày tỏ ra cái lý do và cái bằng chứng của sự cứu rỗi của mình. Sứ đồ Phaolô nói một bên của những người hư mất thì cho thập tự giá của Chúa Giêsu là điên dại, còn về phần chúng ta là những người được cứu chuộc thì cho là quyền phép của Đức Chúa Trời. Cho nên cái câu hỏi rằng trong đời sống sâu nhiệm của chúng ta, sâu thẳm trong tâm lòng của chúng ta, nơi chỗ mà gọi là trọng tâm của mọi quyết định, của mọi giá trị sống của chúng ta, thì căn bản đó có nối kết với lại thập tự giá của Chúa Giêsu hay không? Có phải là quyền phép của Đức Chúa Trời thi hành trong đời sống của chúng ta, hay là chúng ta đang sống với một cái hệ thống khác mà đi ngược lại với lại điều mà thế gian cho là ngu dại, đó là thập tự giá của Chúa Giêsu. Và khi ông dùng chữ ngu dại này hay là cái chữ điên dại thì là ông dùng chữ rất mạnh để nói về một cái sự xác định lập trường. Đây không phải là chỉ là một cái sự quan sát mà thôi, nhưng một người tuyên bố cái lập trường của mình về một cái giá trị sống thì tuyên bố rằng giá trị sống của thập tự giá Chúa Giêsu thì không thích hợp với mình, nó không xứng đáng với mình, nó không có giá trị gì với mình. Thì đó là điều mà thế gian tuyên bố. Còn những người thuộc về Chúa Giêsu, những người được cứu thì tuyên bố rằng lẽ thật về thập tự giá của Chúa Giêsu chính là lẽ sống, chính là phương cách mà mình liên hệ với Chúa và trong cái cách quyết định của mình trong đời sống hàng ngày với nhau và những quyết định của mình trong đời sống hiện tại. Thì chúng ta cũng đã ôn lại về thập tự giá của Giêsu và cái sứ điệp của thập tự giá Chúa Giêsu. Cần thiết để chúng ta nhắc lại, để chúng ta hỏi rằng khi chúng ta nói về thập tự giá của Chúa thì cái thái độ sống nó phải như thế nào? Đo lường trên đời sống của mình là đo lường làm sao? Thì thứ nhất là đo lường về cái chỗ chúng ta nhận biết mình là người có tội. Chúng ta quen thuộc với cái hình ảnh này, đó là chúng ta biết là mình là người có tội, chết trong tội lỗi và không thể nào đối diện với Đức Chúa Trời thánh khiết được. Nhưng mà nói thêm đó là sứ đồ Phaolô đang nói là đây là một cái không phải là sự hiểu biết về lẽ đạo không mà thôi, nhưng là một cái thái độ sống, sống ở dưới bóng của thập tự giá là sống trong chỗ nhận biết rằng mình là người có tội. Và đây là một cái thái độ đối diện với Chúa, nhận biết cái sự thiếu sót của mình, nhận biết là mình cần Chúa, nhận biết là mình không thể đối diện với cuộc đời này trên căn bản riêng của mình, trên sự cố gắng riêng của mình. Chạy đến với thập tự giá Chúa và nói rằng và thưa với Chúa và khóc với Chúa, kêu cầu với Chúa rằng mình không thể đối diện với cuộc đời trên sức riêng của mình. Mình không đối diện với tội lỗi mà có thể giải quyết được bởi sự khôn ngoan của mình. Cho nên cầu xin sự thương xót của Chúa và ân sủng của Chúa. Và đó là điểm bắt đầu tại thập tự giá. Chạy đến với Chúa và thưa với Chúa rằng mình cần sự cứu rỗi ở trong Chúa Giêsu, không thể đối diện với ngày tháng mà không có Chúa. Tất cả những gì mà đến ở trong đời sống của chúng ta là đến từ nơi Chúa và nhờ Chúa và trong Chúa. Thành thứ sống trong thập tự giá là sống trong một thái độ luôn luôn cần Chúa, và cần Chúa với sự hiểu biết rằng những điều Chúa ban cho là đến từ ân điển của Ngài, tức là những điều mình không xứng đáng, nhưng tất cả những gì mà mình nhận được, mình sống được ra từ ân điển của Chúa. Và vì thế sống với lòng biết ơn, sống với lòng trông cậy, sống với đức tin nơi những gì Chúa ban cho, nơi những gì Chúa bày tỏ, và đi trong cái sự dồi dào dư dật của ân điển Chúa. Thành ra những người sống trong bóng của thập tự giá là người luôn luôn sống trong sự ăn năn trước mặt Chúa, nhưng sống trong sự thỏa lòng và tin quyết nơi quyền năng ân điển của Chúa ban cho trong Chúa Giêsu và là đấng cứu chuộc của mình. Và sứ đồ Phaolô nói là đó là một cái hệ thống sống mà hoàn toàn đi ngược lại với cái sự khôn ngoan của thế gian. Cho nên ông nói có một cái sự cách biệt, có một sự tương phản rất là rõ ràng mà không thể nào hợp nhất cả hai bên. Thành thử ông nói là khi chúng ta rao giảng tin lành, hay là khi chúng ta sống động trong lẽ thật của tin lành, trên nguyên tắc của đạo tin lành của Chúa, thì chúng ta không thể trộn lẫn với sự khôn ngoan của thế gian. Khi chúng ta trộn lẫn sự khôn ngoan của thế gian vào trong sứ điệp, hay là trộn lẫn sự khôn ngoan của thế gian vào trong nguyên tắc sống, thì chúng ta làm cho thập tự giá của Giêsu trở thành vô nghĩa, vô ích và không có quyền năng.
Và đây là một điều mà chúng ta phải hiểu, đó là không phải chúng ta chỉ rao giảng sứ điệp đúng, nhưng chúng ta phải rao giảng sứ điệp đúng một cách đúng theo cái nguyên tắc của Chúa. Mà không phải chỉ rao giảng để nói mà thôi, nhưng mà trong sự phần áp dụng đó chúng ta cũng phải áp dụng với sự hiểu biết rằng không thể có cái sự trộn lẫn, không có thể có sự cộng thêm vào. Không phải là thập tự giá của Chúa cộng thêm sự khôn ngoan của thế gian. Tại vì khi sự cộng thêm đó nó bắt đầu thì ngay tức khắc nó làm cho quyền năng của Chúa, của thập tự giá Chúa trở thành vô nghĩa, vô ích và không có tác động. Cho nên ông nói là nếu mà chúng ta không cẩn thận mà chúng ta dùng sự khôn khéo mà giảng thì thập tự giá của Chúa Giêsu sẽ ra vô ích. Và điều đó áp dụng trong đời sống của mình là khi mình áp dụng cái nguyên tắc của thế gian trộn lẫn với lại nguyên tắc của Kinh Thánh thì cái quyền năng của thập tự giá và quyền năng của công việc Chúa trong đời sống của mình sẽ không có, không còn và không thể thực hiện được. Chúng ta nói cái đó hơi nhanh nhưng mà chúng ta nhắc lại là đó là cái chỗ thường xuyên mà cái sự vấp ngã của chúng ta trong đời sống theo Chúa. Đó là không phải chúng ta chống cự lại thập tự giá của Chúa Giêsu, không phải là chúng ta không đồng ý, không phải là chúng ta không sống động trong thập tự giá của Chúa Giêsu, nhưng chúng ta cộng thêm những cái sự hiểu biết trong thế gian, nguyên tắc của thế gian, giá trị của thế gian, mà chúng ta trộn lẫn hai bên để trở thành một cái hệ thống thập tự giá và thế gian, để chúng ta đi con đường đi hàng hai đó. Và trong chỗ đó thì Chúa nói là Chúa sẽ chẳng để điều đó còn, tại vì đây không phải là một cái sự một cái sự tiêu cực xảy ra, nhưng ở đây nói là đây là cái sự tích cực thi hành cái đường lối của Chúa. Chúa sẽ hủy diệt những gì trộn lẫn giữa thập tự giá của Chúa Giêsu và sự khôn ngoan của thế gian. Câu số 19 thì Chúa nói rằng có lời chép rằng ta sẽ hủy phá sự khôn ngoan của người khôn ngoan, tiêu trừ sự thạo biết của người thạo biết. Chúa nói là Chúa đã quyết định và thẩm định làm chỉ làm việc thi hành công việc của Chúa và ý định của Chúa, nối kết trên giá trị của thập tự giá của Chúa Giêsu mà thôi, không có một cái phương tiện nào khác. Và những gì mà chống nghịch lại, tương phản lại với thập tự giá của Chúa Giêsu, không nối kết với thập tự giá của Chúa Giêsu thì Chúa sẽ hủy diệt và Chúa sẽ làm cho trở thành số không, Chúa sẽ bỏ qua một bên. Chúng ta nhớ là cái sự hủy diệt là sự hủy diệt toàn vẹn, và cái sự Chúa bỏ qua một bên, Chúa tiêu trừ, nghĩa là Chúa không còn để cái chỗ nào cho nó đứng nữa, không có trong cái kết quả của công việc Chúa, không có một chỗ đứng nào cho những gì thuộc về của thế gian. Thành thử khi chúng ta đem điều này vào trong đời sống của mình thì chúng ta nhớ lại rằng, và được nhắc nhớ rằng bất cứ điều gì trong đời sống của chúng ta, những hoài bão, những mong đợi, những chương trình, những mục đích nào mà không dựa trên nguyên tắc của thập tự giá Chúa Giêsu, nghĩa là dựa trên một đời sống trong sự tiến trình ăn năn thường xuyên trước mặt Chúa và cái sự cần Chúa luôn luôn chạy đến với Chúa Giêsu và nhận lấy mọi sự ở trong ân điển Chúa. Nếu không, cái đó là cái căn bản sống của chúng ta, thì Chúa sẽ hủy hoại, Chúa sẽ hủy diệt và Chúa sẽ làm cho không còn chỗ đứng ở trong chương trình của Chúa. Và sứ đồ Phaolô nói là cái bằng cớ của công việc Chúa làm như vậy, cái bằng cớ của chương trình Chúa thi hành như vậy thì nó ở khắp mọi nơi, chúng ta chỉ cần nhìn xung quanh thì thấy liền. Cho nên ông hỏi rằng người khôn ngoan ở đâu, thầy thông giáo ở đâu, người biện luận ở đời nay ở đâu? Chúa đã hủy diệt họ tất cả, Chúa đã làm cho sự khôn ngoan của thế gian ra rồ dại. Chúa đã làm cái nguyên tắc này và Chúa đang thi hành công việc đó, chúng ta chỉ cần nhìn xung quanh để mà thấy điều đó mà thôi. Thành thử khi chúng ta đến với phần Kinh Thánh này thì chúng ta hiểu rằng sứ đồ Phaolô đang đặt để một nguyên tắc hết sức là mạnh mẽ mà chúng ta phải hiểu. Đó là trung tâm điểm của đời sống của chúng ta phải là thập tự giá của Chúa Giêsu, nhưng không phải chỉ là một cái giáo lý đức tin, nhưng là một cái cách sống, và trong cái cách sống, một cái lối sống đó, nhân sinh quan đó thì nó bày tỏ ra một cái sự thay đổi trong đời sống. Đồng thời nó bày tỏ ra một cái sự chọn lựa rõ ràng, đó là chúng ta chọn đường lối của thập tự giá Chúa Giêsu ngược lại với lại sự khôn ngoan của thế gian, và chúng ta phải chọn lựa, bởi vì Chúa Đức Chúa Trời đã chọn lựa cái cách làm việc của Chúa. Chúa làm việc qua thập tự giá của Chúa Giêsu và Chúa sẽ hủy hoại mọi điều khôn ngoan của thế gian ở ngoài thập tự giá của Chúa Giêsu. Và chúng ta phải chọn lựa bởi vì thế gian cũng đã chọn lựa. Thế gian đã chọn lựa để bỏ thập tự giá của Chúa Giêsu, để xem là rồ dại, là điên dại,
và sẽ tùy thuộc trên và nương dựa trên và độc lập và đứng một mình trên sự khôn ngoan của hệ thống thế gian. Cho nên cả hai bên đều đã được chọn lựa và không có một cái sự trung lập ở giữa. Sư đồ Phaolô nói chúng ta hiểu điều này thì phải chọn lựa con đường của Chúa. Và khi chúng ta chọn lựa con đường của Chúa, nghĩa là chúng ta chọn cả lẽ thật về sứ điệp thập tự giá, và chúng ta chọn đi theo con đường mà Chúa và cái phương cách Chúa thi hành cái công việc của Chúa, đó là Chúa sẽ bỏ qua mọi sự khôn ngoan trong thế gian, Chúa sẽ không trộn lẫn chuyện của nguyên tắc sống của thế gian, Chúa sẽ đi con đường của thập tự giá Chúa Giêsu và thập tự giá của Chúa Giêsu mà thôi. Và những người nào mà đi con đường đó thì những người sẽ kinh nghiệm quyền năng của Chúa, bước vào trong cái sự bày tỏ quyền năng của Chúa trong đời sống, được Chúa sử dụng để thi hành cái công việc của Chúa và mục đích của Chúa, là những người tin tưởng nơi sứ điệp của thập tự giá Chúa Giêsu và những người giao phó đời sống của mình cho cái phương cách mà Đức Chúa Trời làm việc thi hành nguyên tắc của thập tự giá Chúa Giêsu. Nghĩa là những gì, cái cách Chúa làm việc trong thập tự giá Chúa Giêsu là những, đây là cái cách sống của những người thuộc về Chúa. Thành thử chúng ta đem những điều này về nhà trong đời sống hiện tại của chúng ta, và chúng ta hiểu rằng nếu tất cả những gì ở trong đời sống của chúng ta mà không nối kết với thập tự giá Chúa Giêsu, không đặt căn bản trên sự vinh hiển của Chúa Giêsu và ân điển của Chúa ban cho để chúng ta sống với Chúa, thì chúng ta sẽ không thể nào nối kết được với lại quyền năng của Chúa. Nếu mà gia đình của chúng ta không đặt trọng tâm nơi thập tự giá của Giêsu và không đặt để những quyết định của mình là trên thập tự giá mà thôi, trên lẽ đạo của Chúa mà thôi, đi ngược lại với thế gian, không trộn lẫn với thế gian, thì chúng ta sẽ không có biết được quyền năng của Chúa, không kinh nghiệm được sự thay đổi ở trong Chúa. Nhưng mà nếu chúng ta có thập tự giá Chúa Giêsu, thì nếu chúng ta chọn lựa rằng Chúa hủy phá sự khôn ngoan của người khôn ngoan và Chúa tiêu trừ sự thạo biết của người thạo biết, và chúng ta không nương dựa trên sự khôn ngoan của thế gian, không trộn lẫn cái nguyên tắc của thế gian, thì chúng ta sẽ kinh nghiệm được quyền năng của Chúa thi hành trong đời sống, trong gia đình. Chúng ta sẽ thấy được sự thay đổi, chúng ta sẽ thấy được sự chiến thắng, chúng ta sẽ thấy được sự vui mừng, kinh nghiệm được điều đó trong Chúa. Và trong hội thánh cũng vậy. Chúng ta một lần nữa, khi chúng ta nói về công việc của hội thánh, thì công việc của hội thánh cũng phải đặt để trên nguyên tắc của thập tự giá Chúa Giêsu mà thôi, không trộn lẫn sứ điệp của thế gian, sự khôn ngoan của thế gian, phương cách của thế gian, cách nào hấp dẫn con người đến từ thế gian, trả lời những cái nhu cầu của thế gian đòi hỏi, nhưng đứng trong cái chỗ Chúa thi hành lẽ thật của Chúa trong thập tự giá của Chúa, thì chúng ta cũng sẽ thấy được quyền năng của Chúa làm việc và sự thay đổi trong hội thánh, và sự chiến thắng và sự vui mừng mà Chúa dành cho những người kinh nghiệm thập tự giá Chúa Giêsu. Còn nếu không thì chúng ta có thể cũng đi nhóm, cũng làm mọi công việc, nhưng mà sẽ đứng ngoài cái chỗ mà quyền năng Chúa bày tỏ, vì Chúa sẽ không bày tỏ quyền năng của Chúa trừ ra là ngoài sự qua sứ điệp ngu dại và trong cái phương cách mà Chúa thi hành chương trình của Chúa trong thập tự giá của Chúa Giêsu. Đó là điều mà chúng ta muốn ôn lại đầu tiên, đó là quyền năng của Chúa bày tỏ qua sự Chúa chọn lựa sứ điệp ngu dại. Và Chúa tiếp tục làm điều đó trong đời sống của những người mà Chúa chọn lựa. Cho nên ở đây sứ đồ Phaolô đưa ra, đó là quyền năng của Chúa bày tỏ qua sự Chúa chọn lựa những người ngu dại. Chúng ta bắt đầu từ câu số 26. Hỡi anh em, hãy suy xét rằng ở giữa anh em là kẻ đã được gọi, không có nhiều người khôn ngoan theo xác thịt, chẳng nhiều kẻ quyền thế, chẳng nhiều kẻ sang trọng. Nhưng Đức Chúa Trời đã chọn những sự dài ở thế gian để làm hổ thẹn những người khôn. Đức Chúa Trời đã chọn những kẻ yếu ở thế gian để làm hổ thẹn những sự mạnh. Đức Chúa Trời đã chọn những sự hèn hạ và khinh bỉ thế gian cũng như sự không có, họ cho làm những sự có ra không có để chẳng ai khoe mình trước mặt Đức Chúa Trời. Sư đồ Phaolô đang tiếp tục nhấn mạnh về vấn đề sự chọn lựa của Chúa và phương cách Chúa làm việc và cái cách Chúa bày tỏ quyền năng của Chúa. Thì ông nhấn mạnh và ông khăng khăng là chúng ta phải hiểu đó là sứ điệp sẽ không được bị trộn lẫn với thế gian, và cái phương cách Chúa làm việc cũng không trộn lẫn với là cái phương cách của thế gian, vì Chúa đã từ khước con đường của thế gian và tất cả những gì gọi là sự đóng góp ở trong thế gian và từ sức của con người, sự khôn ngoan của con người trong thế gian. Thì bây giờ ông nói là nếu mà
các tín hữu tại hội thánh Corinto mà có nghi ngờ về cái nguyên tắc này, hay là họ chưa rõ ràng về về cái nguyên tắc Chúa đang làm việc mà họ cần chứng minh rõ ràng càng thêm, đó là Chúa chọn những sự ngu dại trong thế gian để làm ra cái công việc của Chúa, thì ông nói là thì họ chỉ cần nhìn vào trong gương, họ chỉ nhìn vào trong chính mình họ thì sẽ thấy cái nguyên tắc này đang được thực hiện. Ông nói hỡi anh em hãy suy xét rằng ở giữa anh em là kẻ đã được gọi, không có nhiều người khôn ngoan theo xác thịt, chẳng có nhiều kẻ quyền thế, chẳng có nhiều kẻ sang trọng. Ông cũng hơi khôi hài ở trong cái chỗ là ông nói là nếu mà muốn thấy bằng cớ là Chúa dùng sự rồ dại, Chúa dùng sự yếu đuối, Chúa dùng sự bỏ đi, thì chỉ cần về nhìn trong gương thì thấy liền, chỉ cần nhìn vào trong đời sống của mình thì thấy đó là cái bằng cớ của sự làm việc của Chúa. Thì rõ ràng ở đây ông cho thấy là đây là điều mà Chúa thực hiện ngay trong hội thánh của Chúa, và chúng ta cần hiểu, cần thấy điều đó. Thành ra ông nói là hãy suy xét rằng, tại vì ông nói là nếu mà chúng ta không có để thì giờ suy xét mà không nhìn vào trong cái bằng cớ phương cách Chúa làm việc thì rất dễ để mà chúng ta mất, không có nối kết, không có đứng ở dưới cái sự dạy dỗ ánh sáng của cái nguyên tắc này. Nhưng chúng ta phải suy nghĩ, chúng ta phải để tâm, chúng ta phải đo lường, và ông nói là nhìn vào trong hội thánh Chúa và nhìn vào trong đời sống riêng của mình, có cái gì mà ra từ sự khôn ngoan của mình hay không, có gì còn lại mà ra từ cái công việc của mình hay không, có chuyện gì ở trong hội thánh mà làm cho công việc đời đời của Chúa mà ra từ sự tính toán khôn ngoan của con người hay là cái tài sức của con người. Ông nói nhìn vào trong anh em thì những kẻ được gọi thì anh em sẽ thấy rõ ràng rằng tất cả những gì mà bày tỏ ra trong hội thánh Chúa là ra từ một cộng đồng mà Chúa chọn lựa, không ra từ cái sức riêng của cái cộng đồng đó, hay không ra từ khôn ngoan, không ra từ sức mạnh, hoàn toàn ra từ nơi sự chọn lựa của Chúa. Và ông đưa ra một cái nguyên tắc của sự đo lường, đó là không có nhiều người khôn ngoan theo xác thịt, chẳng có nhiều kẻ quyền thế. Cái chữ mà chúng ta muốn để ý đó là khôn ngoan theo xác thịt, hay là cái căn bản là theo xác thịt, theo sự khôn ngoan của con người, theo tiêu chuẩn của xác thịt. Nghĩa là nếu mà theo tiêu chuẩn của xác thịt hay là theo tiêu chuẩn của thế gian thì hội thánh Chúa là cả một cái sự thất bại to lớn. Và nếu hội thánh Chúa là một sự thất bại to lớn thì chính Chúa cũng đã thất bại to lớn ở trong cái căn bản đo lường của thế gian. Nghĩa là khi thế gian đo lường hội thánh và những gì Chúa làm trong hội thánh thì thấy không có gì là hấp dẫn hết, không có thấy gì là quyền năng, không có thấy gì thu hút hết. Tại vì thế gian có cái đòi hỏi của thế gian, nó có con đường của thế gian, nó có cái thị hiếu của thế gian, có những điều mà thế gian coi là quan trọng, những cái điều mà thế gian coi là hấp dẫn, những cái thế gian coi là có giá trị. Thì sư đồ Phaolô nói là khi mà họ đo lường hội thánh Chúa và đo lường những con dân của Chúa thì tất cả những điều mà họ đo lường đều thấy thất vọng, đều thấy là không giá trị. Và ông đưa ra đây là cái chỗ phân biệt mà phải có, là khi chúng ta suy nghĩ trong hệ thống của thế gian thì chúng ta đi sai trật ra khỏi cái sự suy nghĩ và cái nguyên tắc mà Chúa đặt để cho hội thánh Chúa. Nhưng mà đây cũng là một cái chỗ nguy hiểm mà chúng ta phải thường thấy là mình sai trật rất nhiều. Là khi mình đo lường, cái cách mình đo lường cái hệ thống sống hay là hệ thống giá trị của những người ở trong hội thánh, như là mỗi chúng ta và ngay cả cái sự đo lường của hội thánh, thì chúng ta thấy rằng cái hệ thống đo lường nó rất tương tự, nó rất giống hệ thống của thế gian. Khi mình đo lường cái hệ đời sống của mình, hạnh phúc gia đình hay là thành công nuôi dưỡng con cái, những gì mà mình được gọi là phước hạnh, thì nó rất là giống những cái định nghĩa của thế gian. Gia đình hạnh phúc, vợ đẹp con ngoan, rồi con học hành ra nơi ra chốn, lập gia đình, rồi có sinh sống bình an, rồi có công ăn việc làm, rồi nó hiếu thảo với mình, rồi tất cả những điều mà mình đo lường đó thì không khác gì là một người trong thế gian. Trong thế gian mình đo lường cái sự thành công trong hội thánh, mình đo lường sao đông người vui vẻ nhộn nhịp, hễ mình thấy những cái sự thiếu sót thất bại là những chỗ yếu đuối thì mình thấy mình đo lường rất giống cái căn bản của thế gian.
Sứ đồ Phaolô thiết lập trở lại, ông nói rằng Chúa không đo lường trên căn bản của thế gian, và Chúa không muốn mình đo lường trên căn bản của thế gian, mà Chúa hiểu rằng, Chúa muốn chúng ta hiểu rằng cái sự đo lường của chúng ta trên căn bản của Chúa, trên thập tự giá của Chúa, nó đối nghịch và nó hoàn toàn khác biệt, không có đi chung hướng với lại con đường của thế gian. Cho nên ông nói là hãy suy xét rằng ở giữa anh em là kẻ được gọi, không có nhiều người khôn ngoan theo xác thịt, chẳng có nhiều quyền thế, chẳng có nhiều kẻ sang trọng. Thì đây ông đưa ra một số phân loại theo sự khôn ngoan của theo cái tiến trình của thế gian. Thì ông nói phân loại theo sự khôn ngoan, phân loại theo quyền thế và phân loại theo sang trọng, nghĩa là những gì mà thế gian coi là tốt, là trọng, là điều mà thế gian đeo đuổi, thì ông nói là phân loại theo những cái phương cách đó. Thì anh em sẽ thấy rằng anh em không có dự phần ở trong cái điều đó. Anh em sẽ thấy rằng Chúa đã làm việc trong đời sống anh em tương phản lại với cái hệ thống đó, ở ngoài cái hệ thống đó, và làm cho hệ thống đó sai trật đối với sự chọn lựa của Chúa. Thì nhìn vào trong hội thánh thì thấy được cái công việc Chúa làm, vì ở đây nó là giữa bằng anh em là những kẻ được gọi, tức là những người được ân điển Chúa thi hành cái công việc chọn lựa của Chúa và cái quyền năng cứu rỗi của Chúa và quyền năng thi hành chương trình của Đức Chúa Trời trong hội thánh, thì không đi qua sự khôn ngoan của thế gian, không đi theo cái tiêu chuẩn của xác thịt. Ông nói về sự khôn ngoan, ông nói về quyền thế, kẻ của quan trọng thì sự khôn ngoan đây thì ông cũng dùng cái chữ thường xuyên này là những cái sự cao trọng mà thế gian tôn quý, triết lý của con người, những gì mà nó bày tỏ ra cái sự ảnh hưởng lâu dài của sự suy nghĩ của con người, của hệ thống của con người. Thì ông nói là ở trong hội thánh Corinto thì những người mà gọi là khôn ngoan theo thế gian thì không thấy nhiều. Ông không có nói là không có ai hết, tại vì ông nói là not many, chứ ông không có nói là not any, tức là nếu mà có thì là cái số rất là hiếm hoi, tại vì bày tỏ ra cái đại đa số. Và trong cái chương trình của Chúa thì Chúa không có làm việc để mà nhấn mạnh về vấn đề khôn ngoan của con người, nhưng trái lại Chúa đi ngược lại với sự khôn ngoan của con người. Rồi thứ hai là nói về quyền phép, quyền thế. Những người mà có quyền thế là những người có quyền, có chỗ đứng, có cương vị trong xã hội, có khả năng, những người mà mình kính nể, những người mà có bằng cấp, có những người mà mình thấy rất là mạnh mẽ trong cái hệ thống của con người, những người nói giỏi, những người nghĩa là có nhiều tài. Ông nói nhìn vào trong hội thánh của anh em thì chẳng thấy ai có tài, chẳng thấy ai giỏi, chẳng ai có cái gọi là cái cương vị mà mạnh mẽ trong thế gian. Rồi ông dùng cái chữ chẳng nhiều kẻ sang trọng. Cái chữ sang trọng này là cái chữ sanh ra trong dòng dõi sang trọng, nobility. Đối với người trong hội thánh thời bây giờ hay là trong thế giới lúc bây giờ mà đứng vào trong cái chỗ có được sanh vào trong một cái dòng dõi hay là một cái chỗ đứng với là thế giới của người La Mã thì rất là quan trọng. Nếu mình được sanh ra với cha mẹ là người La Mã thì mình làm công dân của người La Mã, và nếu là công dân La Mã thì rất là khác biệt với những người ở ngoài công dân La Mã, những người sanh ra làm nô lệ. Chỉ được sanh ra trong cái gọi là cái chỗ dòng dõi sang trọng đó, noble birth đó, thì nó thay đổi cả cái cuộc đời của mình. Mình sống làm sao, mình sống ở đâu, mình sống với ai, mình sinh hoạt như thế nào, đời sống tương lai của mình ra sao, tất cả được thẩm định bởi vì mình được sanh ra trong dòng dõi sang trọng. Mình được nối kết với lại cái chỗ mà con người được tôn quý và những chỗ mà quyền năng con người được bày tỏ. Thì Chúa nói trong vòng anh em không có một số đông điều đó, chắc có một hai người, nhưng mà phần lớn các tín hữu tại thành phố Corinto, trong hội thánh Corinto, là những người nô lệ, những người sanh ra trong nô lệ và họ sống cuộc đời của người nô lệ phục vụ đế quốc La Mã.
Thì có, nếu chúng ta đọc trong phần đầu của sách Côrintô, chúng ta có nói về một số người, như chỉ một hai người, Sothenes, Crispus, Erastus, là một số người mà đứng vào trong chỗ là có vị thế trong xã hội, nhưng mà phần lớn tất cả những người khác là những người nô lệ. Thì Chúa nói, nhưng mà Chúa chọn anh em và Chúa bày tỏ quyền năng của Chúa sống động trong anh em, thì anh em phải hiểu tại sao Chúa chọn anh em, tại sao Chúa gọi anh em, tại sao Chúa cứu anh em, tại sao Chúa gọi đem anh em vào trong sự liên hệ với Chúa là con cái Chúa. Không phải vì điều gì ra từ anh em, nhưng vì Chúa muốn nhấn mạnh và Chúa muốn bày tỏ rằng đây là cái phương cách Chúa thi hành ý định của Chúa. Chúa sẽ thi hành công việc của Chúa và mục đích của Chúa ngoài sự khôn ngoan của thế gian, không đi theo hệ thống của thế gian, không đứng trong sự trọng vọng của thế gian, không đứng trong quyền năng của thế gian. Ở trong sách Gia Cơ đoạn 2 câu 5 thì tác giả Gia Cơ nói rõ ràng: Hỡi anh em rất yêu dấu, hãy nghe này, Đức Chúa Trời há chẳng lựa kẻ nghèo theo đời này, đặng làm cho trở nên giàu trong đức tin và kế tự nước Ngài để hứa cho kẻ kính mến Ngài sao? Ông nói rằng hãy nghe này, hãy hiểu cái nguyên tắc này, đó là Đức Chúa Trời sẽ làm việc một cách rõ ràng. Đó là Chúa sẽ lựa những người nghèo trong thế gian, những người bỏ đi trong thế gian, những người không có chỗ đứng trong thế gian, những người không phải khôn ngoan, không phải sang trọng, không có quyền thế gì trong thế gian. Và Chúa sẽ làm cho họ trở nên giàu trong đức tin. Họ sẽ đem vào họ vào trong chỗ kế tự nước Ngài mà Chúa đã hứa cho những kẻ kính mến Ngài và những kẻ mà tin đến danh của Chúa Giêsu. Thành thử Chúa nói là Chúa có một cái mục đích ở trong cái sự chọn lựa của Chúa. Và cái sự mục đích của Chúa chọn lựa này là để Chúa bày tỏ một lần nữa sự khôn ngoan của Chúa, hoàn toàn độc lập khỏi thế gian. Cái con đường Chúa làm việc hoàn toàn khác biệt với thế gian. Giá trị của Chúa hoàn toàn mâu thuẫn với hệ thống thế gian. Và những người Chúa chọn lựa, những người cộng đồng ở trong cái cộng đồng Chúa chọn lựa là những nhân chứng sống động về cái sự khác biệt này. Và đây là điều mà chúng ta hiểu là nếu Chúa chọn chúng ta vì sự khác biệt của chúng ta, để chứng minh rằng con đường của Chúa khác biệt với thế gian, thì đời sống của chúng ta không thể giống với thế gian. Tại vì nếu mà Chúa chọn để chứng minh rằng đây là những người thuộc về Chúa, những người trong hội thánh, Chúa chọn vì thế gian khác với thế gian, vì họ đứng chỗ đối diện với khác biệt với thế gian, họ không nối kết với thế gian, mà bây giờ nhìn vào đời sống của mình thấy giống y thế gian, không có gì phân biệt hết, thì hóa ra là cái sự chọn lựa của Chúa hay là cái điều Chúa muốn bày tỏ bị sai trật. Ở đây thì nói là đây là Chúa chọn những người này để đưa ra một cái lẽ chống nghịch thường xuyên sống động, đó là Chúa và thế gian hoàn toàn khác nhau, và chương trình của Chúa không đi trong đường lối của thế gian. Và chúng ta biết rằng hội thánh Chúa phải khác biệt, những người trong hội thánh Chúa phải khác biệt với thế gian, bởi vì trong chương trình đời đời của Chúa thì Chúa chọn hội thánh làm cái trọng tâm để bày tỏ sự khôn ngoan của Chúa giữa thế gian và cho toàn thể vũ trụ. Và nếu Chúa bày tỏ sự khôn ngoan của Chúa trong hội thánh, qua hội thánh, giữa toàn thể vũ trụ, thì những người trong hội thánh không thể đi trong hệ thống khôn ngoan của thế gian, sống giống thế gian, đi trong nguyên tắc của thế gian. Chúng ta thấy điều đó trong Ephesos đoạn 3 câu số 8, sứ đồ Phaolô nói rằng: Phải ân điển đó đã ban cho tôi là kẻ hèn mọn hơn hết trong các thánh đồ, để rao truyền cho dân ngoại sự giàu có không dò được của Đấng Christ, và soi sáng cho mọi người biết sự phân phát lẽ mầu nhiệm từ đời thượng cổ đã giấu kín trong Đức Chúa Trời là Đấng dựng nên muôn vật. Ấy vậy, hiện nay sự khôn sáng mọi đường của Đức Chúa Trời cậy hội thánh mà bày tỏ ra cho những kẻ cầm đầu và những kẻ cầm quyền trong các nơi trên trời, theo ý định đời đời của Ngài làm xong trong Đức Jesus Christ Chúa chúng ta. Ông nói rõ ràng là sự khôn sáng mọi đường, sự khôn ngoan giàu có vô hạn của Đức Chúa Trời thì làm sao? Cậy hội thánh mà bày tỏ ra. Chúa cậy hội thánh mà bày tỏ ra, và bày tỏ ra cho những cái cầm đầu, những cái cầm quyền trong các nơi trên trời, nghĩa là trong tất cả những hệ thống của thế giới thiêng liêng hay là thế giới vật chất, tất cả những điều đó Chúa bày tỏ sự khôn ngoan của Chúa qua hội thánh để chứng minh đường lối của Chúa. Thành ra Chúa giống như là Chúa nói rằng Chúa chọn hội thánh, và cái cách Chúa chọn hội thánh và chọn đời sống của mỗi chúng ta là để chúng ta bày tỏ ân điển của Chúa.
bày tỏ cái sự chọn lựa khôn ngoan của Chúa và bày tỏ sự khác biệt của Chúa, nguyên tắc Chúa làm việc với thế gian. Cho nên những điều đó nó phải rõ ràng trong đời sống của mỗi chúng ta. Thành thử ông nhắc lại là trong mọi anh em có ai giống thế gian đâu, có ai đứng vào cái chỗ mà thế gian ưa thích đâu. Thế gian thích khôn ngoan, thế gian thích học vấn, thế gian thích bằng cấp, thì không thấy những điều đó trong trong cộng đồng của anh em. Thế gian thích quyền thế, ảnh hưởng, danh vọng, thì cũng không thấy những điều đó trong vòng anh em. Họ thích những người sang trọng, sanh ra trong dòng dõi quyền quý, thì cũng không thấy những điều đó trong anh em. Vì Chúa không chọn điều đó để bày tỏ qua anh em. Chúa chọn sự ngu dại, Chúa chọn sự thiếu sót, Chúa chọn những điều mà thế gian khinh bỉ để bày tỏ sự mạnh mẽ của Chúa. Và đó là điều mà sứ đồ nói tiếp ở đây. Và ông chuyển hướng từ cái chỗ giữa vòng anh em, tức là giữa vòng hội thánh Corinto, và nói về cái nguyên tắc tổng quát cho tất cả mọi người. Và cái nguyên tắc tổng quát đó áp dụng cho chúng ta hiện tại trong hội thánh anh em của chúng ta và đời sống riêng của mỗi người. Câu 27 ông nói: nhưng Đức Chúa Trời đã chọn những sự dại của thế gian để làm hổ thẹn những người khôn. Đức Chúa Trời đã chọn những sự yếu ở thế gian để làm hổ thẹn những sự mạnh. Đức Chúa Trời đã chọn những sự hèn hạ và khinh bỉ ở thế gian, cùng những sự không có, hầu cho làm những sự có ra không có, để chẳng ai khoe mình trước mặt Đức Chúa Trời. Ông nói đây là cách Chúa làm việc. Đây là con đường của Chúa, đây là nguyên tắc Chúa thi hành. Và làm như là ông nhắc đi nhắc lại hai ba lần cái lẽ đạo này. Từ ở phía trên ông nói là không có pha trộn hệ thống của thế gian, sự khôn ngoan của thế gian với sứ điệp tin lành. Ông nói là Chúa sẽ hủy phá người khôn ngoan của người khôn ngoan và tiêu trừ sự thạo biết của người thạo biết. Ông nói là người Greek đòi phép lạ, người Judah đòi phép lạ, người Greek tìm sự khôn ngoan, thì chúng ta giảng Đấng Christ bị đóng đinh. Chúa đi ngược lại với những gì của thế gian, người Judah lấy làm gương xấu, nhưng mà cho là rồ dại. Thì người được gọi bất luận là Judah hay là người Greek, thì Đấng Christ là quyền phép của Đức Chúa Trời và sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời. Nghĩa là ông nói là Chúa làm ngược lại hết, Chúa làm đi ngược lại tất cả mọi điều mà thế gian mong đợi. Thì ở đây ông lại nhắc lại điều đó là Chúa đã chọn những sự dại ở thế gian. Thì cái chữ dại này là cái chữ mà mình đã nói, cái chữ điên dại đó. Những sự điên rồ ở trong thế gian, những điều mà thế gian không chịu được và không chấp nhận, thì ông nói đó là điều mà Chúa chọn lựa và Chúa làm. Nghĩa là những điều gì mà Chúa làm trong đời sống của chúng ta không phải là những gì mà thế gian gọi là sức mạnh, những gì mà thế gian gọi là hấp dẫn, những gì mà thế gian gọi là tôi sẽ đi theo. Nó sẽ làm cho thế gian khước từ, chạy xa, chạy trốn. Thì Chúa nói ta sẽ dùng những điều đó. Rồi ông nói Đức Chúa Trời đã chọn những sự yếu, những sự yếu ở thế gian. Cái chữ yếu này là cái chữ không có sức mạnh và cũng không có cái công dụng. Một người không có làm được cái gì hết trơn. Một người nhìn vào trong đó thì thấy là không có cái lô nào, không có cái tài năng nào. Thì khi thế gian nhìn vào cái người như vậy thì họ khinh bỉ, họ bỏ đi. Thì Chúa nói ta dùng người đó, ta sẽ bày tỏ ân điển của ta trong chỗ khốn khó của người yếu đuối này. Rồi ông dùng cái chữ là yếu đuối rồi là để làm hổ thẹn cái sự mạnh đó. Chúa chọn những sự hèn hạ và khinh bỉ ở thế gian. Cái chữ hèn hạ này là cái chữ con rơi. Mình nói là cái con không phải là sanh ra trong gia đình, nhưng mà là con rơi, con rớt đó. Thì trong cái hệ thống của xã hội thì đây là những người hèn hạ, những người được khinh bỉ. Thì Chúa nói là Chúa chọn những người đó, những người cùng đốn trong xã hội, những người mà bị bỏ ra, những người mà không được trọng vọng, không được coi là trân quý. Thì Chúa nói là đó là những người mà Chúa sẽ dùng. Rồi cái chữ là bị ngoài những sự hèn hạ và chữ khinh bỉ, thì cái chữ khinh bỉ là cái chữ cũng rất là xúc tích. Nó là cái chữ ghép từ cái chữ ra, từ ra khỏi, out of, và cái chữ none là cái chữ nothing. Nghĩa là ra từ cái chỗ không có. Nghĩa là Chúa sẽ chọn những người ra từ cái số 0. Mình lấy được từ số 0 thì mình lấy được cái gì?
không có lấy được gì ra từ số không, thì Chúa nói là những người mà là số không đó, thế gian không lấy gì ra được, thế gian không có ép ra gì ra được, không thể dùng được, thì Chúa sẽ dùng cái sự số không đó và làm như là chưa đủ và chưa rõ. Cho nên sư đồ Phaolô nhấn mạnh là Đức Chúa Trời đã chọn những sự hèn hạ và khinh bỉ thế gian cùng những sự không có. Chúa chọn những sự không có, không phải là mình chỉ là hèn hạ, yếu đuối, bị khinh bỉ mà mình không có luôn. Nghĩa là Chúa chọn mình khi không có mình. Dùng cái chữ rất là lạ là He chose the is not, là không phải chỉ là sự ngu dại vô ích, nhưng mà mình coi như là giống như là mình không phải chỉ là số không, nhưng mình không phải là số không nữa, mình không có mặt đó nữa. Mình không phải là mình chỉ là không khí, mình không phải là chỉ là cái bóng mà không kể những điều đó cũng không có nữa. Nghĩa là Chúa nói là Chúa chọn những sự không có để làm hầu cho những sự có ra không có. Tức là Chúa đang dùng những cái chữ để mà cho chúng ta thấy rằng khi mà Chúa làm công việc ân điển của Chúa, cái nguyên tắc Chúa làm việc một cách hết sức là rõ ràng, nghĩa là không có sự đóng góp gì của con người, không có sự cộng thêm của con người, không có sự trộn lẫn gì bất cứ chỗ nào, không bất cứ từ ai, chỉ có Chúa và một mình Chúa, công việc của Chúa mà thôi. Điều mà sứ đồ Phaolô muốn dùng ở đây thì ở đây ông không có dùng những cái từ ngữ này để mà diễn tả đây là cái sự định giá của thế gian đối với những người trong Chúa, nhưng mà đây là cái thực sự giá trị của những người đó. Đây là cái cách Chúa dùng, Chúa nhìn vào đời sống đó thì Chúa thấy họ thực sự là những người ngu dại, thực sự là những người yếu đuối, thực sự là những người hổ thẹn, sự là những người hèn hạ, thực sự là những người khinh bỉ, thực sự là những sự không có. Chúa nói đây là cái giá trị thật của mỗi chúng ta. Và khi chúng ta hiểu biết cái sự giá trị thật đó, thì chúng ta biết rằng mình đã bắt đầu đứng trong ân sủng của Chúa, và đây là cái chương trình Chúa có thể thi hành được những người đó. Tức là như chúng ta nói về sự nhận biết tội lỗi trong đời sống, mình biết rằng mình không thể đối diện với ngày tháng hàng ngày được, mình không thể sống ở ngoài Chúa được, mình không thể sống không có Chúa, tất cả đều mình cần Chúa. Thì trong cái số không của mình, trong cái chỗ thất bại, ê chề, vô ích, vô nghĩa của đời sống mình, thì Chúa nói đó là những người mà Chúa sẽ chọn làm công việc của Chúa. Bởi vì những người đó sẽ hiểu rõ ràng, và thế gian cũng hiểu rõ ràng, đó là chỉ Chúa và một mình Chúa mà thôi, để làm công việc đời đời của Chúa. Và công việc đời đời của Chúa ở đây thì Chúa dùng chữ là Chúa đã chọn những người sự dại thế gian để làm hổ thẹn những người khôn, và chọn những sự yếu đuối thế gian để làm hổ thẹn những sự mạnh. Cái chữ hổ thẹn này là cái chữ cũng rất là xúc tích, cái chữ là nhìn xuống, và cái chữ tàn tật. Một người bị tàn tật thì là một người bị khinh bỉ. Khi một người nghèo khổ ăn mày tàn tật thì là thường bị khinh chê, người ta nhìn xuống và coi thường người ta, hay là mình chỉ ra những cái sự thiếu sót của người đó, cái sự tàn tật của người đó, thì làm cho người đó bị xấu hổ, làm cho người đó ta hiểu biết về cái sự khốn khó, thiếu thốn của mình. Thì cái chữ này sứ đồ Phaolô dùng để nói rằng Chúa sẽ chọn những sự dại của thế gian, những sự dại mà thế gian cho rằng dại dột đó, thì Chúa sẽ làm để mà chỉ ra cái sự thiếu sót, hư hoại của những người gọi là khôn ngoan theo thế gian. Và Chúa sẽ chọn những sự yếu đuối mà thế gian cho là yếu đuối, những người mà yếu đuối, những người không có gì, thì Chúa sẽ làm hổ thẹn những người mà thế gian nghĩa là cho là mạnh mẽ. Nghĩa là những gì mà Chúa dùng ở trong con đường của Chúa và hệ thống của Chúa sẽ làm để mà bày tỏ ra cái sự thiếu sót của thế gian so sánh với lại những công việc ân điển của Chúa. Rồi cái chữ nullify là cái chữ là dùng những sự không có hầu làm cho những sự có ra không có. Làm ra không có đó thì là cái chữ xuống và cái chữ ngừng lại, nghĩa là làm cho hoàn toàn ngừng lại. Nó giống như là mình đang chạy xe, cái mình tắt máy thì cái xe nó hoàn toàn nó ngừng lại, nó không chạy được nữa. Thì ở đây Chúa nói Chúa sẽ tắt máy cái xe, Chúa sẽ làm cho nó đứng khựng lại, và Chúa sẽ không sử dụng, nghĩa là Chúa sẽ làm hoàn toàn cho nó bày tỏ ra cái sự vô ích của nó. Chúa đang nói rằng Chúa đang đi một con đường tranh chiến với hệ thống thế gian.
những gì mà thế gian coi là khôn ngoan, những sự thế gian coi là mạnh mẽ, những sự điều mà thế gian cho là có, là những sự trân quý trong thế gian, thì Chúa sẽ hủy hoại tất cả, Chúa sẽ đánh đổ tất cả, và Chúa sẽ dùng những người không xứng đáng trong thế gian, những người sự khinh bỉ trong thế gian để làm công việc của Chúa. Và chúng ta có thể nói những điều này cách nhanh chóng, và chúng ta cũng không có thắc mắc gì về những điều này. Nhưng mà thực sự để mà chúng ta suy nghĩ lại, thì chúng ta coi thử là mình có thực sự tin những điều này hay không, có áp dụng những điều này của mình hay không, là mình cũng đang trong thế gian, là trong đợi những cái sự mạnh mẽ của thế gian, giá trị của thế gian, cái sự khôn ngoan của thế gian, và nương dựa trên những điều đó. Thì Chúa nói rằng, và hiểu biết một điều là Chúa không dùng những điều đó, không dùng cách của thế gian, đường lối của thế gian, công việc của thế gian. Và cái lý do đó là lý do là hầu cho không ai khoe mình, để chẳng ai khoe mình trước mặt Đức Chúa Trời, câu số 29. Để chẳng ai khoe mình trước mặt Đức Chúa Trời. Cái chữ khoe mình thì mình cũng rõ là cái chữ khoe khoang, cái chữ gốc của nó là cái chữ vault, tức là chữ là nâng cao mình lên, cái người mình nhảy vault đó, là dùng cái cây để mình nâng mình lên đó, thì đó là cái chữ đó. Rồi cái chữ cộng thêm với cái chữ là hoài bão, hay là cái chữ mong đợi. Thì ở đây Chúa nói là cái người đó chưa kịp để mà nâng mình lên, người đó chỉ mới có mong đợi thôi, chỉ mới suy nghĩ tới cái chuyện là có cái khuynh hướng là muốn nâng mình lên, thì Chúa nói Chúa đã có cái chương trình để hủy hoại người đó, để hạ người đó xuống. Nghĩa là đây là một cái chuyện, tôi dùng tạm dùng cái chữ rất là dữ tợn, nghĩa là Chúa tận diệt, chứ không phải là Chúa du di gì. Nghĩa là mình chưa làm, chưa kịp làm, mới suy nghĩ tới là mình sẽ đứng độc lập với Chúa, mình sẽ dùng sức riêng của mình sẽ chọn lựa con đường này của mình theo sự khôn ngoan của mình, thì chưa làm Chúa đã hủy diệt rồi. Chưa bắt đầu Chúa đã làm cho thất bại rồi. Thì nếu mà chúng ta đem điều đó vào trong đời sống, để mà nói rằng trong đời sống của chúng ta thường xuyên đi con đường đó, nghĩa là mình theo sự khôn ngoan của mình, trước khi tìm kiếm sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời, mình dùng sức mình trước khi mình nhờ cậy Chúa, mình tìm kiếm sự khôn ngoan, sự khuyên lơn, ý kiến của người này người kia trước khi đến với lời của Chúa, trước khi đến cầu nguyện. Thì Chúa nói đó là một cái thái độ bày tỏ ra cái sự độc lập với Chúa, nương dựa trên sự khôn ngoan của thế gian. Thì chưa bắt đầu thì phải biết chắc chắn rằng con đường đó là con đường thất bại, vì Chúa sẽ không để cho nó yên. Thành thử chúng ta suy nghĩ lại trong cái đời sống riêng của mình và đời sống phục vụ Chúa, chúng ta sẽ thấy rằng chúng ta đối diện với một cái sự nguy hiểm rất lớn. Chẳng hạn như bây giờ chúng ta muốn có người lãnh đạo trong công việc của Hội Thánh, hay là chúng ta muốn làm công việc gì đó quan trọng, hay là chúng ta muốn mời người giảng hội đồng, hay là chúng ta tìm ai? Chúng ta tìm những người có bằng, chúng ta tìm những người có ơn nói chuyện, những người nghĩa là những người hấp dẫn, những người có ảnh hưởng. Thì nếu mà đó là cái tầm nhìn và cái căn bản của sự đo lường và cái căn bản của sự chọn lựa, thì Chúa nói là chưa làm, Chúa đã bảo đảm rằng nó sẽ thất bại. Nghĩa là khi chúng ta làm công việc ở trong hội thánh mà nương dựa trên sức mình, thì Chúa nói chưa làm, thì Chúa bảo đảm nó sẽ thất bại. Khi chúng ta đến với những điều đó mà chúng ta nương dựa trên sức mình, làm việc không nhờ cậy Chúa, không cầu nguyện, không có lời Chúa, không có sự trông đợi nơi quyền năng của Chúa, thì Chúa nói là chưa bắt đầu thì Chúa đã làm cho thất bại rồi. Thành thử chúng ta phải nối kết ở cái chỗ rất là quan trọng này, đó là chúng ta là những người phải tin tưởng và định nghĩa cuộc đời của mình, định nghĩa công việc của mình trong cái phương cách mà Chúa làm việc. Tức là những người giảng tin lành không phải là những người chỉ giảng về sứ điệp tin lành, những người sống ở trong cái lãnh đạo tin lành đó nhận biết rằng đây là phương cách Chúa làm việc, và Chúa sử dụng mình bởi vì mình đứng chung vào trong cái sự nhận biết quyền năng của sứ điệp của Chúa, đồng thời cái quyền năng của cách Chúa làm việc. Khi mà sứ đồ Phaolô, sứ đồ Phi-rơ và những người môn đồ của Chúa giảng tin lành ở tại các đường phố tại Jerusalem hay là ở tại Corinto, thì không phải họ chỉ giảng lẽ đạo mà thôi, họ là những người sống cái lẽ đạo đó, những người mà định nghĩa cuộc đời của họ trên lẽ đạo đó. Và cho nên những người khác nhìn vào đời sống của họ thì thấy rằng
cái giá trị sống của họ và cái lãnh đạo họ tuyên bố không khác biệt gì. Cả hai đều là một, họ định nghĩa đời sống của họ, đồng hóa cuộc đời của họ trên cái lẽ thật của sứ điệp mà họ rao giảng. Thành thử ở tại Antioch, những người mà rao giảng tin lành thì được gọi là Cơ-rê-tiên, tức là họ nói đây là những người mà sống, cái chữ Cơ-rê-tiên là cái chữ chê bai chứ không phải là cái chữ khen đâu. Nghĩa là những người này ngu như là cái sứ điệp ngu của họ, họ sống ngu xuẩn như là cái sứ điệp mà họ rao truyền. Thì ở đó nói lên một cái điều mà sứ đồ Phaolô muốn cho chúng ta thấy ở đây, là chúng ta phải ngu muội ở trong Chúa theo cái nguyên tắc của Chúa và đứng trong chỗ Chúa làm việc, tại vì đây là điều mà Chúa làm và chẳng ai có thể khoe mình trước mặt Đức Chúa Trời, đi ngược lại với Chúa, đi ngược lại chương trình của Chúa. Mình có cái khuynh hướng vẫn mong đợi cái sự quan trọng của mình trong thế gian. Mình không nghĩ rằng mình là ngu dại, mình không muốn là trở thành những người ngu dại. Mình muốn là những người bạn hữu của mình khi mà vào trong hội thánh thì bước ra và nói chà, cái hội thánh này tốt, vui đó, thích lắm. Mình muốn họ được ấn tượng với lại cái số người nhóm của mình, cái chương trình của mình, nghĩa là mình muốn làm ấn tượng, mình muốn thay đổi, mình muốn làm nhiều thứ. Thì Chúa nói ấn tượng, thay đổi, tất cả những đó nếu mà trên căn bản của thế gian thì sẽ hoàn toàn không được Chúa sử dụng. Nhiều khi mình nói là đến để chứng minh cái sự thông công ngọt ngào của hội thánh, rồi sự chia sẻ của hội thánh. Mình nói là mình có cái gì đó để mà mình offer, mình có cái gì đó để mình có thể cung ứng cái nhu cầu của những người đó và muốn hấp dẫn họ, thu hút họ, đem họ vào trong hội thánh. Chúa nói Chúa không dùng tất cả những điều đó. Chúa dùng thập tự giá của Chúa Giêsu, chỗ mà họ cho là điên dại. Chúa dùng cái sứ điệp của tin lành của Chúa, và Chúa nói là khi mà Chúa làm cho họ đến trong chỗ đức tin thì không ai có thể suy nghĩ rằng nó đến từ một cái nguồn nào khác, đến từ cái sức của hội thánh hay là cố gắng của hội thánh, chỉ đến từ nơi Chúa và từ nơi Chúa mà thôi. Cho nên mình không đi hàng hai được. Điểm mà thường xuyên sai trật của chúng ta là không phải là chúng ta chống nghịch lại với thập tự giá của Giêsu hay là sứ điệp của thập tự giá Giêsu, nhưng chúng ta muốn cả cái giá trị của hội thánh của thế gian cộng với lại giá trị của thập tự giá Chúa. Chúng ta muốn đi con đường của thập tự giá Chúa, nhưng mà chúng ta cũng muốn nuôi con nên người ra bằng này bằng kia để nó thành công trong xã hội. Chúng ta muốn cái sự hầu việc Chúa, nhưng mà chúng ta cũng muốn cái sự an ninh về hưu, cho nó có tiền, cho nó thảnh thơi. Chúng ta muốn có portfolio để có thể đi du lịch chỗ này chỗ kia, mà trong khi đó thì cũng làm thêm công việc của Chúa. Nghĩa là mình muốn những cái thứ mà mình vừa cộng thêm thập tự giá Chúa Giêsu, cộng thêm với lại sự khôn ngoan của thế gian, hệ thống của thế gian. Và mình đứng vào cái chỗ khôn ngoan theo xác thịt, quyền thế trong xác thịt, sang trọng theo xác thịt. Chúng ta quên rằng Đức Chúa Trời đã chọn những sự dại thế gian để làm hổ thẹn những kẻ khôn. Đức Chúa Trời chọn những sự yếu đuối thế gian để làm hổ thẹn những sự mạnh. Đức Chúa Trời đã chọn những sự hèn hạ và khinh bỉ thế gian, cũng như sự không có hầu cho những sự có ra không có để chẳng ai khoe mình. Chúa làm mọi điều để cho sự vinh hiển của Chúa, để không ai có thể khoe mình trên sức riêng của mình. Và Chúa muốn chúng ta đứng vào trong chỗ khoe mình trong Chúa Giêsu. Và ở đây sứ đồ Phaolô đưa ra rõ ràng những điều mà chúng ta khoe mình trong Chúa Giêsu. Tôi chỉ đọc mấy phần tới đây, tại vì không bao giờ đi thêm nữa. Nhưng mà ở đây là điều mà Chúa muốn chúng ta chú ý tới và muốn cái sự thay đổi trong đời sống chúng ta hiểu rõ là những sự ban cho của Chúa như thế nào. Và ấy là nhờ Ngài mà anh em ở trong Đức Chúa Jesus Christ, là đấng mà Đức Chúa Trời đã làm nên sự khôn ngoan, sự công bình, sự nên thánh và sự cứu chuộc cho chúng ta, hầu cho như có lời chép rằng ai khoe mình hãy khoe mình trong Chúa. Sứ đồ Phaolô nói là khi mà chúng ta đứng vào trong sự chọn lựa về Chúa Giêsu và sứ điệp về thập tự giá của Chúa Giêsu và trong cái cách Đức Chúa Trời làm việc, thì sẽ hiểu rằng nhờ Ngài mà anh em được ở trong Chúa Giêsu, tất cả những gì mà đến với chúng ta đều đến từ nơi Chúa, qua Chúa, và sự nối kết với chúng ta là trong Chúa Giêsu, để chúng ta được sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời.
chúng ta sẽ bước vào trong sự khôn ngoan. Chúng ta đứng trong cái nhìn của thế gian là sự rồ dại, nhưng chúng ta sẽ được kinh nghiệm cái sự khôn ngoan từ nơi Chúa, và Chúa sẽ làm cho chúng ta trở thành những người khôn ngoan trong Chúa, khôn ngoan trong công việc Chúa, khôn ngoan trên con đường của Chúa để sống với Chúa. Chúng ta sẽ được làm cho nên công bình trước mặt Chúa, chúng ta sẽ đứng vào trong chỗ được cứu chuộc, được sự nên thánh và được sự bảo toàn cho đến sự cứu chuộc cuối cùng. Nghĩa là Chúa đang nói về một cái tiến trình từ sự khôn ngoan dẫn vào trong sự cứu rỗi, đến sự xưng công bình, được ban cho sự công bình trong Chúa Giêsu, được xưng nghĩa trong Chúa Giêsu, được cứu rỗi, đến trong một cái sự tiến trình nên thánh, trở nên giống Chúa càng thêm, và được sự bảo toàn cứu chuộc khi Chúa trở lại. Nghĩa là Chúa nói rằng những người mà không đi con đường của thế gian thì sẽ đi trọn vẹn con đường của quyền năng Chúa bày tỏ. Chúng ta sẽ thấy điều đó thêm, và Chúa nói rằng hầu cho có lời chắc rằng ai khoe mình hãy khoe mình ở trong Chúa. Nên tôi muốn kết luận với cái câu cuối cùng đó. Chúng ta sẽ trở lại với lại cái phần Kinh Thánh về những điểm về sự khôn ngoan, về sự công bình, về sự nên thánh và về sự cứu chuộc. Nhưng chúng ta được nói rằng để đi con đường mà Chúa hướng dẫn và Chúa chọn lựa này, thì chúng ta dẫn đến một cái chỗ mà hiểu biết về sự quan trọng trong đời sống của mỗi chúng ta. Như trong Jeremy đoạn số 9, Jeremy đoạn số 9 thì tổng kết về cái lời mà sứ đồ Phaolô nói là ai khoe mình thì hãy khoe mình trong Chúa. Thì Jeremy nói rằng Đức Giê-hô-va phán như vậy: người khôn chớ khoe sự khôn mình, người mạnh chớ khoe sự mạnh mình, người giàu chớ khoe sự giàu mình, nhưng kẻ nào khoe hãy khoe về trí khôn mình. Biết ta là Đức Giê-hô-va, là đấng làm ra sự thương xót, chánh trực, công bình trên đất, vì ta ưa thích những sự ấy, Đức Giê-hô-va phán như vậy. Nhưng kẻ nào khoe hãy khoe về trí khôn mình, đã biết ta là Đức Giê-hô-va, và ta đã đấng làm ra sự thương xót, chánh trực và công bình trên đất. Chúa nói là để cho tất cả mọi điều cuối cùng đến trong đời sống của mỗi chúng ta, đó là chúng ta biết Chúa, và biết Chúa trong sự mặc khải của Chúa là ai, và công việc của Chúa làm như thế nào. Và Chúa muốn chúng ta đứng vào trong cái chỗ hoàn toàn nhận biết quyền năng của Chúa bày tỏ ra trong đời sống của những người không có gì, chạy đến với Chúa trong nhu cầu khó khăn thất bại của mình, dâng lên cho Chúa sự yếu đuối của mình, sự hổ thẹn của mình, sự khinh bỉ của mình, sự hèn hạ của mình. Và Chúa nói ta sẽ làm ra công việc thánh hóa, ta sẽ làm nên sự khôn ngoan, ta sẽ làm nên sự công bình, ta sẽ làm nên sự nên thánh, ta sẽ bày tỏ sự cứu chuộc để tất cả mọi người biết rằng ta là Đức Chúa Trời, và những người đi con đường này sẽ biết ta và đứng vào trong sự liên hệ mật thiết với Chúa, là Chúa bày tỏ chính mình trong sự khôn ngoan và chương trình của Chúa. Cho nên chúng ta là những người ngu dại ở trong thế gian, thì chúng ta được cái lời hứa của Chúa, đó là trong ân điển của Chúa, Chúa làm đổi thay tất cả cho sự vinh hiển của Chúa Giêsu. Cho nên chúng ta sẽ đáp ứng như thế nào? Chúng ta sẽ tự hỏi chính mình là trong cái hệ thống tương phản của thế gian với hệ thống của lời Kinh Thánh, thì chúng ta có đi hai hàng hay không? Chúng ta có muốn trộn lẫn cả hai bên để cuối cùng không có kinh nghiệm nào trong sự quyền năng của Chúa? Chúng ta đeo đuổi thập tự giá của Chúa Giêsu trong sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời, với đức tin rằng Chúa sẽ làm trọn công việc của Chúa ban cho trong Chúa mà thôi, vì Chúa mà thôi, cho vinh hiển của Chúa mà thôi. Cho nên chúng ta hỏi rằng chúng ta đang đứng đâu trong hệ thống giữa hai bên, và chúng ta bày tỏ cái bằng cớ của cái sự chọn lựa đó, sự chọn lựa của Chúa trên đời sống của mình như thế nào trong cái bằng cớ của sự sống hàng ngày của chúng ta. Cho nên ngồi lại với nhau, chị hỏi rằng bằng cớ có không? Đang đứng chỗ nào, đang chọn lựa ra sao? Rồi chúng ta cầu nguyện để cái sự chọn lựa đó được rõ ràng trong Chúa, vì Chúa đã chọn chúng ta, và những gì Chúa chọn lựa sẽ được mặc khải, bày tỏ, chứng minh trong kết quả của những người thuộc về Chúa cho danh vinh hiển của Ngài.